Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc to tiếng, Mỹ điều chiến hạm. Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập ở Biển Đông có tranh chấp vào ngày thứ Sáu. Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí như vậy. Và một nhóm tàu tấn công do tàu USS Ronald Reagan dẫn đầu đã tiến hành các hoạt động bay và các hoạt động ổn định hàng hải và các cuộc tập trận, thông cáo cho biết. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan và đằng xa là tàu USS Nimitz trong một kỳ tập trận tại Biển Đông diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết là nhóm tàu tác chiến sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông vào hôm 14 tháng 8 và bắt đầu tiến hành tập trận theo nhiều nội dung khác nhau. Như thông lệ, tháp tùng hàng không mẫu hạm Ronald Reagan là tuần dương hạm USS Antietam cùng hai khu trục hạm USS Mustang và USS Rafale và không đoàn hàng không mẫu hạm số 5. Tích hợp với các đối tác chung của chúng tôi là điều thiết yếu để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng và tính sát thương của lực lượng chung, cũng như duy trì một vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Joshua Fangan, sĩ quan đặc trách hoạt động không quân của lực lượng đặc nhiệm 70 trên tàu USS Ronald Reagan, được dẫn lời chia sẻ như vậy. Thông cáo của hạm đội Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện là mới đây, nhóm tàu tác chiến sân bay Ronald Reagan đã tập trận phối hợp với các oanh tạc cơ B-1 của không quân Mỹ đặt căn cứ trên đảo Guam. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 7 đến nay, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Ronald Reagan được phái đến hoạt động tại Biển Đông. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên từ năm 2014, Mỹ đã cho hai nhóm tàu sân bay tiến vào tập trận trên Biển Đông. Đó là nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Và việc Mỹ điều hai nhóm tàu tác chiến sân bay vào Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cho rầm rộ tập trận gần khu vực quần đảo Hoàng Sa và dường như Trung Quốc đang cố tình uy hiếp Việt Nam và các nước khác xung quanh. Qua trung tuần tháng 7, hôm 17 tháng 7 năm 2020, hai nhóm tàu tác chiến sân bay nói trên lại phối hợp tập trận trước khi tách ra. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz xuống Ấn Độ Dương và tập trận với Ấn Độ. Còn nhóm của chiếc Ronald Reagan thì ra biển Philippines tham gia một cuộc tập trận ba bên với hải quân Úc và Nhật Bản vào ngày 21 tháng 7. Và cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng lên rất cao. Washington cũng đã chỉ trích Bắc Kinh về cách ứng phó đối với virus corona và cáo buộc nước này lợi dụng đại dịch để thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền, lãnh thổ ở Biển Đông và các nơi khác một cách hết sức phi pháp. Đây là hình ảnh quân đội Trung Quốc tham gia tập trận tại một bãi biển ở tỉnh Quảng Đông vào tháng 8 năm 2019, hình ảnh do quân đội Trung Quốc cung cấp. Mỹ lâu nay vẫn phản đối các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông và thường xuyên điều tàu chiến đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trung Quốc đã phản đối các cuộc diễn tập như vậy và nói rằng việc Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu ổn định trong khu vực. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm 12 tháng 8 cũng đã tung ra lời đe dọa. Theo đó, quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch tập trận đổ bộ trên các biển trong những tuần qua và sẽ tiếp tục trong những tuần tới. Một trong những cuộc tập trận bắn đạn thật được dự trù tại vùng biển quần đảo Chushan và tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ở vùng biển phía bắc của đảo Đại Sơn trong hai ngày 16 đến 17 tháng 8 năm 2020. Trung Quốc phản ứng kịch bản Mỹ đánh chiếm tiền đồn trên đảo ở Biển Đông. Quân đội Mỹ cũng đang diễn tập cho một vai trò nguy hiểm nhưng có thể mang tính quyết định trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn Trung Quốc trên các hòn đảo nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Việc chiếm giữ những tiền đồn này và những đường băng chiến lược trên đó có thể cho phép lực lượng Mỹ có thêm căn cứ mới để tấn công đáp trả Trung Quốc. Đây là hình ảnh lính dù của Mỹ diễn tập tại căn cứ không quân Andrews trên đảo Guam vào 30 tháng 6 năm 2020, ảnh do không quân Mỹ cung cấp. Cũng theo nhận định của cây bút David Asher trên trang Forbes, quân đội Mỹ có lẽ đã có đủ máy bay chiến đấu để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều họ thiếu là căn cứ tại đó. Vì thế, chuyên gia này cho biết Mỹ có thể mượn các căn cứ từ Trung Quốc bằng cách thả lính dù hoặc đổ bộ lính thủy đánh bộ chiếm đóng các tiền đồn của Trung Quốc ở đây. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cho xây dựng phi pháp các tàu sân bay cố định dưới dạng tiền đồn trên nhiều đảo, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đến nay vẫn không chịu trao trả. Trong một vài tiền đồn này có đường băng dùng cho máy bay cất và hạ cánh.
các căn cứ quân sự trên đảo này cộng với các sân bay dọc bờ biển Đông Nam Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh phân tán máy bay chiến đấu. Việc phân tán như thế giúp Bắc Kinh bảo vệ các máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ. Ngược lại, máy bay Mỹ thường tập trung tại một số ít căn cứ thường trực, căn cứ không quân như ở Kanena ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, là nơi tập trung chính sức mạnh không quân chiến thuật của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương. Một khi có khủng hoảng xảy ra, căn cứ đó có thể chứa hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ. Và lính dù của Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn của Trung Quốc trên các đảo nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, mà trong đó có chiếm của Việt Nam. Bên cạnh đó, căn cứ không quân của Mỹ tại đảo Guam cách Biển Đông gần 2.800 km, thường tập trung các máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám. Trong trường hợp cần thêm căn cứ quân sự tại khu vực, một lựa chọn rủi ro nhưng hứa hẹn của Mỹ là chiếm một số tiền đồn trên đảo của Trung Quốc. Nếu thành công, máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tiến vào trung tâm Biển Đông. Đây là hình ảnh từ năm 2014, Trung Quốc đã bắt đầu cải tạo, mở rộng bãi đá chữ thập của Việt Nam thành đảo nhân tạo và căn cứ quân sự lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Mỹ không phải là không tính đến phương án này. Vào hồi tháng 6, 350 lính dù thuộc sư đoàn bộ binh 25 của lục quân Mỹ tiến từ bang Alaska đã luyện tập đổ bộ đánh chiếm một sân bay mô phỏng trên đảo Guam. Dĩ nhiên là khó có chuyện Mỹ đơn phương và vô cớ tiến hành một cuộc tấn công như thế. Theo chuyên gia David Eiser, chuyện này nếu xảy ra là vì Trung Quốc xâm phạm quá mức lãnh thổ của các đồng minh Mỹ hoặc leo thang củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông bằng cách tấn công lực lượng nước ngoài tuần tra các vùng biển quốc tế. Cũng không có gì lạ khi Trung Quốc phản ứng mạnh trước giả thiết binh sĩ Mỹ có thể đánh chiếm các tiền đồn trên đảo nói trên do Trung Quốc đang chiếm đóng. Trong bài viết trên trang Global Times vào hôm 11 tháng 8 năm 2020, tác giả Su Hai Lin cho rằng ý tưởng này chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông mà thôi. Người này còn cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào một tiền đồn của Trung Quốc sẽ dẫn đến một cuộc phản công toàn lực của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và chắc chắn phải trả giá đắt. Báo Trung Quốc tiếp tục đưa tin Oanh Tạc Cơ đến Phú Lâm là để ngăn chặn khiêu khích từ Mỹ. Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói việc quân đội Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6 Chót mới đến đảo Phú Lâm ở Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền là để chấn áp và ngăn chặn các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ trong khu vực này. Và với khả năng của vũ khí này, có thể bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm sẽ đề ra mối răn đe to lớn đối với hàng không mẫu hạm Mỹ. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc của hôm 13 tháng 8, sau khi báo chí quốc tế đưa tin về hình ảnh, hoạt động và động thái mới của Bắc Kinh một ngày trước đó đã loan tin như vậy. Đây là hình ảnh chiếc máy bay ném bom H-6 Chót của Trung Quốc xuất hiện trái phép trên đảo Phú Lâm. Máy bay ném bom H-6Z là một trong những vũ khí mới nhất của Trung Quốc và chỉ mới được tiết lộ vào tháng 7, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng cho biết. Tờ báo cũng dẫn lời phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường trong cuộc họp báo hồi kỳ đầu tháng 7 cho hay máy bay ném bom H-6Z gần đây tham gia các cuộc tập trận chuyên sâu ở Biển Đông. Vào hôm 12 tháng 8, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc triển khai máy bay ném bom cỡ lớn H-6Z đến đảo Phú Lâm. Có ít nhất một chiếc máy bay loại này đã được nhìn thấy hạ cánh xuống hòn đảo mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế đã do Trung Quốc kiểm soát từ lâu. Hoa Kỳ và các nước phương Tây cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh luôn khẳng định việc xây dựng chỉ phục vụ cho nhu cầu dân sự. Hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chỉ trích thái độ xấu gần đây của quân đội Trung Quốc làm gia tăng những lo ngại trên toàn khu vực. Ông Esper chỉ trích đích danh Trung Quốc thường xuyên không tôn trọng quyền của các quốc gia khác. Ông chỉ ra cuộc tập trận tấn công quy mô lớn gần đây của Trung Quốc mô phỏng cảnh chiếm một đảo của Đài Loan như là một hành động gây bất ổn, làm gia tăng một cách đáng kể nguy cơ tính toán sai lầm. Vào hồi năm 2015, Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ J-11B đến đảo Phú Lâm, và năm 2018 lại đưa tiếp máy bay ném bom H-6K tới đây. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn triển khai một loạt các vũ khí tối tân cho cả phòng không và chống hạm đến một số tiền đồn trên đảo như hệ thống phòng không HQ-9B và tên lửa chống hạm Y-12. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chỉ đích danh Trung Quốc thường xuyên không tôn trọng quyền của các nước khác. Tuy nhiên, cả truyền thông Trung Quốc lẫn quốc tế đều cho rằng H-6 Chót có sức mạnh vượt trội với khả năng chống lại tàu của đối phương. Tờ báo Trung Quốc nói quân đội Mỹ gần đây khuấy động rắc rối trong khu vực bằng các cuộc tập trận kép hàng không mẫu hạm vào tháng 7 và sử dụng máy bay trinh sát cỡ lớn, trinh sát cận cảnh thường xuyên các vùng ven biển phía nam của Trung Quốc.
và hai nhóm tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan của Mỹ đã được điều tới Biển Đông hai lần trong tháng 7. Thời gian này, Hoa Kỳ đã tiến hành hai cuộc diễn tập quân sự cùng lúc ở hai vùng biển châu Á với sự tham gia của các đồng minh như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Hồi đầu tháng 8, Mỹ và các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và theo luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết làm việc với ASEAN nhằm đảm bảo một khu vực dựa trên các luật lệ minh bạch và rõ ràng. Trước đó, Úc cũng gửi tuyên bố chính thức lên Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Bắc Kinh đối với Biển Đông, một động thái cho thấy nước này liên kết chặt chẽ hơn với Washington trong một cuộc tranh cãi đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về vùng biển này. Hiện Việt Nam vẫn chưa có phản ứng hay lên tiếng bình luận gì về thông tin động thái mới này của Trung Quốc. Nhưng trong một cuộc họp báo hồi tháng 5, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói, mọi hoạt động của các bên tại hai quần đảo này, tức là Hoàng Sa và Trường Sa, mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc to tiếng, Mỹ điều chiến hạm. Quý vị hãy chia sẻ và bấm nút theo dõi Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.